vợ ông nào khôn hay dại, chỉ cần nhìn vào những điểm này là biết ngay. Kính thưa quý vị, muốn biết người phụ nữ dại hay khôn, chỉ cần đọc bài viết này sẽ hiểu ngay. Đàn ông cũng nên biết để nhìn nhận vợ của mình một cách rõ ràng nhất. Dưới đây là những dấu hiệu cho biết người phụ nữ dại hay khôn, có phải là người vợ, người mẹ trách nhiệm và lanh lợi hay không. 1. Người phụ nữ dại luôn phản bác những điều chồng làm. Họ cho rằng chồng không đủ bản lĩnh hoặc không có khả năng, tiền bạc để làm điều đó. Đây là hành động khiến cho chồng trở nên tự ti và ngày càng chán vợ. Người đàn bà khôn luôn ủng hộ chồng làm mọi thứ vì họ tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh. Họ biết rằng chồng sẽ làm được và luôn động viên giúp anh ấy vượt qua sự tự ti của bản thân. Điều này khiến họ ngày càng có được tình cảm và sự tôn trọng của chồng. 3. Người phụ nữ dại luôn muốn chồng về sớm sau khi tan làm. Họ luôn gọi điện thoại thúc giục và cảm giảm mỗi khi chồng nhậu nhẹt hay gặp gỡ bạn bè. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ để cho chồng có cuộc sống tự do, miễn là anh ấy biết đường quay về nhà và không bỏ rơi gia đình của mình. 4. Người vợ dại luôn muốn chồng báo cáo với mình đã đi đâu, làm gì và đi với ai. Người khôn ngoan sẽ để chồng có không gian riêng và những mối quan hệ riêng, vì họ biết nếu tìm hiểu quá sâu, bản thân sẽ tổn thương và chồng cũng không thoải mái. 5. Khi chồng mắc lỗi sai, vợ khôn ngoan sẽ giải thích, đưa ra lời khuyên và giúp chồng nhận ra sai ở điểm nào. Người khờ dại chỉ biết chỉ trích, bảo chồng vô dụng, không lo được cho gia đình, vợ con. 6. Người dại luôn bắt ép chồng phải kiếm thật nhiều tiền để cho gia đình cuộc sống đủ đầy nhất. Còn người khôn ngoan sẽ cùng chồng phân đấu, chứ không ngồi yên một chỗ đợi lương của chồng. 7. Người dại luôn kiểm soát, ghen tuông mù quáng. Người khôn hiểu được nếu còn thương mình, đàn ông sẽ chung thủy. Nếu không còn thương, thì anh ấy sẽ ngoại tình, bản thân không thể cản được. 8. Người phụ nữ dại khờ luôn nghĩ rằng chồng phải nhường nhịn vợ, vì vợ là phái yếu, mà phái yếu thì phải được yêu thương, chiều chuộng. Còn phụ nữ khôn ngoan hiểu được vợ chồng bình đẳng như nhau. Mình tôn trọng chồng thì chồng cũng sẽ tôn trọng và yêu thương mình hết mực. Bảy loại đàn bà chỉ làm lĩ, đừng lấy làm vợ. Sống ở đời khôn ngoan phải biết. Kính thưa quý vị, mẫu phụ nữ bình hoa si động luôn khiến đàn ông thích thú khi yêu. Thế nhưng, nếu để lấy làm vợ thì câu trả lời thường là không. Đặc biệt, kiểu phụ nữ với tính tình thất thường hay làm nũng khi yêu thì đàn ông còn chịu được. Trước khi lấy về làm vợ mà vẫn sở hữu đức tính kiểu này thì e rằng chẳng có ông chồng nào chịu đựng nổi. Đàn ông có thể yêu thương người phụ nữ đẹp vì mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng lấy về làm vợ thì không, bởi họ cho rằng lấy vợ là lấy người biết sẻ chia, thông cảm, thấu hiểu, chứ không phải lấy một cô người mẫu về để ngắm cho đã mắt. Phụ nữ lẳng lơ. Đây thực sự là mẫu phụ nữ nguy hiểm nhất và khiến đàn ông sợ hãi khi mà quyết định yêu đương, chứ đừng nói là lấy làm vợ. Từ xưa thì cha ông ta đã có câu, lấy đĩ về làm vợ, chứ đừng lấy vợ về làm đĩ. Thế nên chẳng có đàn ông nào lại muốn sở hữu một người phụ nữ có sở thích làm vợ thiên hạ cả. Bởi vậy, mỗi phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi khi tán tỉnh, đàn ông sẽ rất thích. Thế nhưng, để mà suy nghĩ nghiêm túc và chung chăn gối trọn đời, thì câu trả lời là không bao giờ. Phụ nữ lụy tình. Ngược lại với cô nàng hoang dã bên trên, mẫu phụ nữ xến sầm, lụy tình cũng khiến đàn ông hốt hoảng. Hãy tưởng tượng, cô gái lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào đàn ông, không có chính kiến, quá bi lụy, luôn sợ trước sợ sau, luôn kè kè bên bạn. Chưa hết đâu, bất cứ một lời nói hơi to cũng khiến cô nàng rơi nước mắt. Một sự trễ hẹn cũng khiến cho cô ấy muốn chết quách đi. Thật thảm họa, sớm hay muộn
thì chàng trai cũng sẽ kiệt sức và bỏ của chạy lấy người cho mà xem. Hãy nhớ rằng, một người phụ nữ không tự chủ sẽ khiến đàn ông cảm thấy áp lực và không còn cảm thấy đặc biệt nữa. Một khi tình yêu đã trở thành gánh nặng tâm lý, đàn ông dễ sinh chán nản, mang trong mình máu hoạn thư. Ghen là gia vị của tình yêu. Ghen tuông một chút để mà thể hiện tình yêu với chàng thì sẽ rất thú vị. Thế nhưng ghen tuông tới độ mất kiểm soát, mất lý trí thì lại chính là một thảm họa và khiến chàng bỏ chạy thật xa. Hãy nhớ rằng, ai cũng cần một chút riêng tư, cần một khoảng trống để được buông thả chính mình. Thế nên, nếu luôn đặt chàng vào tình trạng bị kiểm soát, bị nghi ngờ, dằn vặt vây quanh, sẽ nhanh chóng khiến cho quan hệ của bạn đi vào ngõ cụt. Tại sao lại vậy? Đơn giản vì họ cho rằng bạn gái thực sự thiếu tin tưởng và không tôn trọng mình, cho nên mới có cách cư xử như vậy. Yêu đã ghen tuông và kiểm soát ngột ngạt thế này thì về chung sống với nhau làm sao được? Thành thực đi, bạn cũng không muốn bị kiểm soát như vậy đúng không nào? Phụ nữ quá thực dụng. Tin tôi đi, một người phụ nữ thực dụng luôn xem giá trị vật chất trên hết sẽ chẳng bao giờ gây được thiện cảm với đàn ông đâu. Đồng ý, ai cũng thích tiền. Thế nhưng nếu dùng tiền để mà xét đoán mọi hành vi, để làm thước đo tình cảm thì đó lại là chuyện khác. Rõ ràng, một phụ nữ thực dụng sẽ chỉ có cảm giác hạnh phúc khi người đàn ông của mình làm ra tiền bao bọc cô ấy. Nếu chẳng may anh ta xa cơ, cô ấy sẽ chẳng ngần ngại bỏ của chạy lấy người. Liệu rằng có một người đàn ông nào đủ can đảm lấy một người phụ nữ thực dụng như thế về làm vợ? Phụ nữ nhiều chuyện. Nói nhiều và nhiều chuyện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bạn đừng nên đánh đồng hai điều này thành một. Sẽ thật thú vị và hấp dẫn nếu như cô ấy thực sự có chính kiến, có lập luận, có tư duy tích cực. Nhưng thật kinh khủng nếu như mà câu chuyện mà cô ấy bô lô ba la cả ngày chỉ là chủ đề nó xấu người khác, ca cầm và kể lể những câu chuyện xưa cả mắm muối, thậm chí có khi buôn cả chuyện ấy của hai người cho bạn bè nghe. Kiểu phụ nữ nhiều chuyện và không biết giữ bí mật thế này luôn khiến đàn ông không có cảm giác an toàn khi ở bên. Thế nên đừng có mơ đàn ông sẽ cưới bạn về làm vợ. Đến trường với thầy cô, bạn bè. Cha mẹ là người cho chúng ta cái thân này. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Không có cha mẹ thì không có chúng ta. Nên cha mẹ là người chúng ta phải yêu thương, kính trọng suốt đời. Đó là những chia sẻ của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh khi giao lưu với hơn 800 học sinh của trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Trú, Thái Nguyên vào ngày 29 tháng 10 năm 2019. Trong buổi chia sẻ với chủ đề Nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ, Đại Đức đã trích dẫn những lời Đức Phật dạy trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt.